khi nghe cái đài lòng Chúa thương xót. Con được biết Chúa, con được biết Chúa khi đến giao điểm tin mừng, dù rằng đời con chưa một lần làm dấu thánh giá, dù rằng đời con chưa một lần biết đọc kinh. Chúa chưa lành cho con vì con biết tin tha, Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót, con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót, con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con tìm đến Chúa. Nay con đã hiểu lòng Chúa thương xót, ai cầu xin Chúa, ai cầu xin Chúa thành tâm sẽ được chữa lành. Dù rằng người xin không cùng một tín ngưỡng công giáo, dù rằng người xin chưa thuộc được hết lời kinh, Chúa chưa lành cho con vì con biết tin tha, Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót, con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót, con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con. Con là người nụ hay người gì? Con người kinh. Con người kinh. Con người ta, cô kia là đạo Phật, còn con là đạo gì? Con đạo Phật ạ. À. Đạo Phật luôn, trong này chẳng có đâu người đạo Phật nữa thì anh xem. Rồi con được tên gì? Con tên là gì? Ở đâu làm gì? Con tên là Nguyễn Kim Liên, con ở quận 2 ạ. Thì con đến với lòng thương xót Chúa là được 7 tuần rồi. Thì ngày nào con cũng cái máy đi lúc nào con cũng nghe. Rồi có một người em con nó bảo là chị đi lòng thương xót Chúa đi. Thế xong rồi con cứ đi, thế là con cứ nghe cái đài con để trên xe, con đi đâu con cũng nghe. Thế là con cứ nghe rồi con cứ dìm mình vào. Xong con cứ bảo là Chúa cho con ở trên đời này thì phải cho con được tất cả. Thế là con cứ lúc nào con cũng nghe mà con rất là tin. Thì đi đâu con cũng mang con nghe. Cho đến lúc mà con ấy bảo là thôi bây giờ Chúa cho con một lòng tin đi. Thế thì Chúa cho con được cái lòng tin đấy. Thì chỉ trong vòng có 7 ngày, 7 tuần, tuần nào con cũng đi. Thế thì bây giờ con cũng lên đây. Thứ nhất là con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và toàn thể cộng đồng. Cuối cùng thì con cũng xin gửi cho cha 100 cái máy. Và con nhờ cha gửi đến cho tất cả cộng đồng mình hay bất cứ ai mà nghèo khổ đến để được nghe cái máy này và sẽ hết bệnh và sẽ đến với lòng thương xót Chúa nhiều hơn. Và con cũng nói với gia đình nhà con thì như con cái của con á, con có một đứa con gái thì lúc nào nó cũng nói là mami, mami mở cái đài này mà nghe đi. Rồi mami cứ để những cái cuốn sách này mà đọc. Thì con mới bảo là thôi hôm nay con nghỉ làm đi. Con có đi làm nữa không? Thì nó nói thôi ở thế thì tôi ở nhà cơm nước cho bà ngoại để mami đi lòng thương xót Chúa. Còn con nó bảo ừ thế mami đi đi. Mấy tuổi? Là cháu lúc tốt nghiệp đại học xong rồi cháu ra học tiếp rồi ạ. Mà con đi đâu? Ví dụ như con đi ở trên máy bay rồi con cũng cầm đi để con đọc kinh cho cái con cứ đọc cái kinh của cha hàng ngữ để cho được mọi người trên toàn thế giới này á, là con cứ giơ tay ra thì con mới ôm Chúa vào lòng để đón nhận tất cả những cái gì Hồng Bân ban cho mọi người, không phải là riêng con mà con xin cho tất cả mọi người trên thế giới này.
Các anh chị em, chúng ta thấy hôm nay các bạn thấy Chúa gửi đến là ba chứng nhân rất đặc biệt. Một là mạng Sai Di, tuổi chùa hơn 20 năm, một người nùng và một người đạo Phật, mà cả ba đều xác tín vào lòng thương xót Chúa, đều muốn loan truyền lòng thương xót Chúa cho người đạo Phật ở chùa, cho người nùng ở Đắk Nông. Và đây là một người chắc chị làm về nghề kinh doanh. Dạ thưa vâng. Vâng, đây là một người kinh doanh mà muốn loan truyền lòng thương xót Chúa cho tất cả mọi người. Chúng ta thấy những người mà kinh doanh đa số là họ tin vào cái năng lực khả năng của mình nhiều hơn, và càng có tiền đôi khi là họ nghĩ rằng tiền có thể làm được tất cả. Nhưng đối với một người đạo Phật này, không những mẹ mà cô con gái tốt nghiệp đại học cũng nói rằng mami má nghe đài đi, và cô này đi đâu dù lên máy bay dù là kinh doanh cũng vẫn nghe đài và cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho cả thế giới. Cảm ơn cô đã gửi tặng cái món quà này để cho các bệnh nhân ở trong các bệnh viện mà chúng tôi sẽ đi trong tuần lễ này mừng với Giáng sinh. Những người đó xin Chúa chúc lành cho chị và xin gửi tặng lại cho chị một cuốn lịch lòng thương xót Chúa nha. Đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa gửi tặng chị, xin một cuốn nữa đây cho em của chị, và tôi tặng cho cái con bé con gái của chị đó một cái đề can nhỏ nhỏ nha, để nó có thể dán vào xe hay dán vào bất cứ chỗ nào để nhắc nhở nó rằng hồng ân Chúa ban cho nó. Xin Chúa cảm ơn chị và Chúa dành cho chị. Dạ, con cuối cùng thì con cũng xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn hết để cầu nguyện cho con. Biết Chúa khi nghe cái đài lòng Chúa thương xót, con được biết Chúa khi đến giao niềm tin mừng, dù rằng đời con chưa một lần làm dâu thánh giá, dù rằng đời con chưa một lần biết đọc kinh, Chúa chưa lành cho con vì con biết tin tha. Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cầu nguyện cho con. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn cộng đoàn đã cống hiến cho con tìm đến Chúa, nay con đã hiểu lòng Chúa thương xót. Ai cầu xin Chúa, ai cầu xin Chúa thành tâm sẽ được Chúa lành, dù rằng người xin không cùng một tín ngưỡng công giáo, dù rằng người xin chưa thuộc được hết lời kinh. Chúa chưa lành cho con vì con biết tin tha. Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con.